Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Buổi Tối và hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Chuyện Tối Nay. Thưa quý vị, nếu như trước kia nghệ sĩ Việt chỉ tập trung chuyên môn, diễn viên thì đi đóng phim, ca sĩ thì đi hát, thì giờ đây họ còn rất chăm chỉ với một vai trò mới, đó chính là đi dự sự kiện, event do các nhãn hàng hay là doanh nghiệp tổ chức. Tại những buổi tiệc, những sự kiện đó thì các ngôi sao xuất hiện với những trang phục đắt tiền, trang điểm lộng lẫy, cười nói giao tiếp với những người tham dự và có họ có mặt hoàn toàn không phải chỉ để cho vui hay là vì thích thú tiệc tùng, mà lý do lớn hơn là bởi vì họ được trả tiền, thậm chí là được trả nhiều tiền để xuất hiện ở đó. Vâng, từ một công việc mang tính chỉ là thêm nếm, thi thoảng thì mới tham gia để tăng thu nhập, thì dần dần rất nhiều người cho rằng nó đã trở thành một nghề, nghề đi dự sự kiện. Thậm chí có nhiều tin đồn cho rằng có một số hoa hậu, người mẫu, hot girl bây giờ kiếm tiền chủ yếu từ thù lao dự event, chứ không phải là từ cát xê, chạy show hay là biểu diễn. Và những tin đồn cho rằng thù lao để mời cô ca sĩ A hay là cô người mẫu B tham dự một sự kiện lên đến hàng nghìn đô la Mỹ cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này khiến cho dư luận cho rằng là nghề dự sự kiện chẳng khác nào là ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần ăn mặc đẹp, cười nói vài chục phút là đã có thu nhập gấp rất nhiều lần một người lao động bình thường vất vả phải làm lụng cả tháng trời. Vâng, suy nghĩ này liệu là đúng hay là sai? Nếu đúng thì đúng bao nhiêu phần trăm? Đâu là những góc khuất đằng sau nghề dự sự kiện mà chỉ những người trong cuộc mới tỏ tường? Xin mời quý vị và các bạn hãy đến với câu chuyện tối nay của chúng tôi. Và trước tiên thì hãy cùng phóng viên của chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rốt cuộc tại sao lại có nghề dự sự kiện? Để trở thành người đẹp hút sự kiện, ngôi sao đó phải có tiếng tăm nhất định. Ngoài ra, việc giữ gìn cho hình ảnh của mình luôn sạch sẽ, mới mẻ và hấp dẫn cũng là điều không thể thiếu đối với một ngôi sao sự kiện. Dù là sinh nhật sao hay tiệc thôi nôi con của sao cũng được xem là event. Cho đến buổi ra mắt album mới của nhau, chưa kể một số buổi dạ tiệc của giới doanh nhân hay sự kiện ra mắt sản phẩm mới của các thương hiệu đều có sự tham gia của nghệ sĩ ở khắp các lĩnh vực. Thông thường một buổi event sẽ mời từ 4 đến 5 nghệ sĩ, trong đó có một vedette là nhân vật chính của buổi tiệc. Còn khi một sự kiện ra mắt nhãn hàng mới cần từ 10 sao góc mặt trở lên. Họ xuất hiện với những trang phục đắt tiền, trang điểm cầu kỳ, dùng tiệc nhẹ, cười nói và giao tiếp với những người tham dự. Ra về có khi còn được quà tặng hạng sang, kèm theo khoản cát xê khủng. Ngày hôm sau, thông qua các kênh truyền thông, hình ảnh của sao dự event lại tiếp tục xuất hiện sang trọng và đình đám trên các mặt báo hay các bản tin truyền hình, khiến không ít khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Vâng, để được chọn đi dự sự kiện thì có vẻ cũng không hề đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên là tôi vẫn còn rất nhiều băn khoăn như là cát xê của những ngôi sao dự sự kiện sẽ nhận được là như thế nào và có nhất thiết phải là nghệ sĩ thì mới dự sự kiện được hay không? Rồi là các đơn vị tổ chức sự kiện sẽ yêu cầu những gì với những ngôi sao tới dự sự kiện đó? Vâng, tôi thì cũng có thể trả lời ngay cho chị Thanh Huyền câu trả lời này được. Nhưng mà tôi nghĩ là để khách quan hơn thì không ai khác, chúng ta nên tìm một người nổi tiếng, một siêu mẫu mà những năm qua cũng xuất hiện khá nhiều tại các sự kiện, các event lớn nhỏ khác nhau. Và mời quý vị và các bạn theo dõi một cuộc trò chuyện sau đây của biên tập viên Linh Đan với siêu mẫu, diễn viên Phương Mai, để biết người trong cuộc nói gì về công việc mà người ngoài thì đang ngồi nghĩ là ngồi mát mà ăn bát vàng. Xin chào siêu mẫu Phương Mai, cảm ơn bạn đã dành thời gian đến trò chuyện cùng với khán giả của VTC14. Chào Linh Đan, Phương Mai cũng xin được thân chào quý khán giả của kênh VTC14. Từ trước tới giờ công việc nào cũng sẽ có rủi ro, thử thách và khó khăn riêng của nó. Nhưng mà trước đây mọi người vẫn cứ nghĩ nghề đi dự sự kiện là nghề ngồi mát, ăn bát vàng. Bạn nghĩ sao ạ? Thật là bất công nếu mà nói rằng một công việc nào đó là ngồi mát, ăn bát vàng. Nếu mà đã ngồi mát, ăn bát vàng thì nó không gọi là công việc. Mà nếu như chúng ta đã gán cho nó là công việc thì đương nhiên nó sẽ có sự trả công, sự trả công xứng đáng với công việc, cùng với đó là sự lao động xứng đáng với cái công được trả đó. Quay trở lại với nghề dự sự kiện thì ai cũng biết là nghề dự sự kiện cũng là một trong những mảng công việc của giới giải trí, đặc biệt là giới người mẫu, nghệ sĩ. Phương Mai cũng xin được thẳng thắn chia sẻ là để có thể được mời với tư cách là khách mời của một sự kiện nào đấy, đại diện cho một nhãn hàng nào đấy, thì rõ ràng là trước đó chúng tôi cũng sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều về mặt hình ảnh của bản thân. Không phải là hình ảnh của ngày hôm đó, mà là tất cả những công việc mà chúng tôi đã làm từ trước đó có xứng đáng để nhãn hàng gọi hay không.
Mai vừa nhắc đến cả một chặng đường dài là mình cần phải xây dựng hình ảnh cá nhân sao cho phù hợp với nhãn hàng để có thể xuất hiện được một trong một hai sự kiện của họ. Đấy là đường dài. Còn đường ngắn thì đương nhiên là trước khi xuất hiện ở sự kiện mình phải chuẩn bị cho ít nhất là vẻ ngoài của mình phải đẫm lấy nhất, tư thế và tâm thế của mình phải phù hợp nhất với nhãn hàng. Có những nhãn hàng yêu cầu mình phải tỏ ra sang trọng, có những sự kiện muốn mình tỏ ra náo nhiệt, tươi trẻ. Vậy thì mình cần phải tìm hiểu trước là những yêu cầu của nhãn hàng là gì để từ đó có thể bàn với các thành viên còn lại trong ekip. Vâng, nhưng dù sao nói đi dự sự kiện là nghề ngồi mát ăn bát vàng cũng đúng thôi, vì luôn nhận được mức cát xê khủng cùng nhiều đặc quyền như đi lại, ăn ở, rồi còn được chăm chút khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, trang điểm cầu kỳ, ra về có khi còn nhận được quà tặng hạng sang nữa. Chẳng thế mà lịch tham dự sự kiện của nhiều nghệ sĩ hiện nay có thể nói là dày đặc. Thì bạn cho rằng đây là điều tốt hay là điều xấu? Bởi vì ai cũng mong muốn làm những công việc nhẹ nhàng mà được trả lương cao. Cái đấy là một đòi hỏi cực kỳ xứng đáng và thỏa đáng, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng mong muốn mình luôn luôn ở vị trí tốt, ở vị trí cao. Và đương nhiên để mà có thể đạt được vị trí đó thì ở đằng sau đó là rất là nhiều giờ lao động miệt mài. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng một cô người mẫu bất kỳ vừa trở thành người mẫu đã có thể được trả cát xê rất cao để dự một sự kiện. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mà để cho cô người mẫu đó có khả năng được trả cát xê cao để dự sự kiện thì đằng sau đó là cả một quá trình lao động miệt mài. Cô ta đã phải diễn rất là nhiều sàn diễn, hay là những ca sĩ hay những MC cũng vậy. Trước đó cũng đã phải tham gia ca hát cả một chặng đường dài, hay là MC cũng phải dẫn rất là nhiều chương trình để có thể tạo dựng hình ảnh đủ khả năng, đủ tiếng nói và đủ uy tín để có thể làm cái công việc gọi là ngồi ma ăn bát vàng đó. Vậy thì chúng ta tạm quên rằng đây là công việc ma ăn bát vàng đi, mà chúng ta hãy tập trung vào mảng khó khăn hơn là làm sao để tôi được mời công việc đó. Đến khi tôi đã được xuất hiện ở trong sự kiện đó để mới nhận được cái đồng cát xê đó thì chứng tỏ tôi đã phải lao động rất là khó khăn rồi. Vậy thì chi phí cho một người đẹp khi đến tham dự một sự kiện thì con số cụ thể sẽ dao động như thế nào ạ? Chúng tôi quan niệm rằng việc dự sự kiện của một nhãn hàng cũng không khác gì việc đi quảng cáo cho nhãn hàng đó cả, chỉ khác chăng là không xuất hiện trên TV hay là TVC. Thì thật ra bản thân quảng cáo cũng có rất là nhiều mảng khác nhau. Chúng ta có thể đóng TVC, chúng ta có thể chụp hình quảng cáo, hoặc là làm KOL kia và opinion. Thì mỗi công việc sẽ có một mức chi phí khác nhau, và đương nhiên là mỗi tên tuổi, độ lớn của tên tuổi của mỗi người cũng sẽ có mức chi phí khác nhau. Bởi vì bạn càng lớn, tên tuổi bạn càng lớn, sức ảnh hưởng của bạn càng nhiều, thì có nghĩa rằng bạn sẽ càng có thêm trọng lượng cho lời nói của chính bạn, càng có thêm người hâm mộ, người theo dõi và người làm theo những gì mà bạn đang làm. Như vậy thì nếu như bạn muốn có một mức cát xê cao thì như tôi đã nói từ trước đấy, bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho chính một hình ảnh của mình. Bạn sẽ cần phải có một lượng fan hâm mộ đủ mạnh, bạn phải có một hình ảnh đủ tốt, bạn phải có sự uy tín đủ lớn để có thể tạo được tiếng nói khi mà bạn tham gia đại diện cho nhãn hàng nào đấy trong một sự kiện nào đấy. Số tiền của một nghệ sĩ dự event dao động từ 200 USD đến 1.500 USD cho một lần ra mắt sản phẩm, tùy theo người đó phải trình diễn thời trang hoặc hát hay không. Trung bình khoảng 500 USD là đã mời được nghệ sĩ có tên tuổi, còn các sao thì phải 1.000 USD trở lên. Hồ Ngọc Hà được cho là một trong những sao có cát xê dự sự kiện thuộc dạng cao nhất. Nếu chương trình dính đến các thương hiệu lớn, chi phí dao động từ 5.000 đến 7.000 USD. Những cái tên khác như Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà là 3.000 đến 4.000 USD cho mỗi lần xuất hiện. Trong một bài phỏng vấn, Khắc Tiệp cũng đưa ra mức giá đi dự event của Ngọc Trinh là từ 2.000 đến 5.000 USD. Trên thế giới, Paris Hilton là người đẹp nổi tiếng chuyên dự sự kiện, là một trong những người thừa kế đế chế khách sạn Hilton. Paris trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu từ nhỏ. Được biết, giá của Paris Hilton mỗi lần xuất hiện tại sự kiện là 100 triệu USD. Kim Kardashian là một trong những cái tên nổi tiếng bậc nhất tại Hollywood hiện nay. Chi phí của người phụ nữ nổi tiếng và thị phi khi xuất hiện sự kiện là 80 triệu USD. Tại Hoa ngữ, Triệu Vi là nghệ sĩ được trả cát xê cao nhất trong làng sao ngữ. Chỉ cần góp mặt vài chục phút, nhấp rượu và trò chuyện vui vẻ với khách, sau đó chụp hình, người đẹp sẽ bỏ túi 800.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 2 tỷ đồng tiền Việt Nam. 500.000 nhân dân tệ, tức khoảng 1,6 tỷ đồng Việt Nam, là mức giá của Phạm Băng Băng khi đi dự tiệc.
Thậm chí nhiều người tin rằng thu nhập của Phạm Băng Băng đến từ các công việc quảng cáo, đi dự sự kiện nhiều hơn là đóng phim. Không chỉ các sao nữ, Huỳnh Hiểu Minh, vốn nổi tiếng là nam tài tử được khán giả yêu thích, sẽ nhận lời mời làm gương mặt đại diện nếu thương hiệu chịu chi cho anh ấy từ 7 đến 9 triệu tệ, tức khoảng hơn 22 đến 30 tỷ đồng Việt Nam. Bên cạnh những số tiền khủng các ngôi sao được nhận, không ít nghệ sĩ mới nổi chẳng có đồng nào trong mỗi lần xuất hiện. Thậm chí nhiều người còn phải bỏ tiền ra để mua suất tham dự các sự kiện mang tính quy mô lớn, thu hút giới truyền thông. Vậy đi dự sự kiện có được coi là một nghề hay không? Cá nhân Huyền thì không quan niệm là đi dự sự kiện là một nghề, bởi vì người nghệ sĩ mà để cho các thương hiệu họ lựa chọn thì chắc chắn là người đó phải có những thành công nhất định trong xã hội, cũng như là được khán giả yêu mến. Và để được khán giả yêu mến, được tình cảm yêu mến của mọi người thì chắc chắn người nghệ sĩ đó phải có những tác phẩm, phải có những công việc cụ thể, chứ không thể nào mà là chỉ có đi sự kiện, hết sự kiện này đến sự kiện kia để có thể đấy là một cái sự nghiệp của mình. Đương nhiên là cũng có thể gọi là một nghề, nhưng mà để có được những cái mức cát-xê cao như vậy trong event thì họ đã phải nỗ lực, họ phải lao động rất là cật lực trong cái công việc đời thường, trong cái công việc hàng ngày, trong cái công việc chính của họ. Những thương hiệu thời trang khi họ lấn sân vào Việt Nam thì họ cần phải những gương mặt celeb nổi tiếng như vậy để giống như kiểu chúng ta dùng cái từ đó là để trang hoàng thêm cho thương hiệu của họ. Và những cô nàng mới đạt ngôi vị hoa hậu, á hậu thì việc đi sự kiện phải trả cát-xê cao, đó là lẽ đương nhiên. Còn nếu mà để nói đi dự sự kiện để nuôi sống bản thân và coi đấy là một nghề thì tôi nghĩ đấy không phải là một nghề. Sao tham dự event ngày càng nhiều, độ hot của các nhãn hàng cũng tăng theo. Vì thế chẳng có công ty lớn nào làm event mà lại không mời các tên tuổi trong làng giải trí. Có nhiều ca sĩ diễn viên còn bận rộn dự event còn nhiều hơn nghề chính của họ. Dự án ca nhạc phim thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy đi dự tiệc và dự tiệc. Vậy Phương Mai nè, khi một người đẹp tham dự sự kiện thì phía nhà tổ chức họ sẽ thường có những yêu cầu gì? Ví dụ như là một nhãn hàng nước uống chẳng hạn thì họ sẽ yêu cầu người đến dự sự kiện thứ nhất là xuất hiện ở trong sự kiện của họ, phục sức theo yêu cầu của họ, có thể là tùy theo mức chi trả các xe mà người dự sự kiện có thể cầm sản phẩm của họ, chụp hình với sản phẩm của họ, quay phim với sản phẩm của họ, và có thể có thêm một số yêu cầu khác như là đăng những hình ảnh này lên trên mạng xã hội cá nhân. Điều khó khăn ở đây là gì? Bạn đã lỡ là đại diện tạm thời cho một nhãn hàng, ít nhất là trong sự kiện đó thì bạn cần phải thể hiện ra sao cho đúng với tiêu chí của nhãn hàng. Thí dụ như là bạn đã lỡ đại diện cho một nhãn hàng về thể thao chẳng hạn thì bạn không thể để lộ ra bất kỳ hình ảnh nào về cả một chặng đường dài, chứ không phải chỉ ngày hôm đó, rằng bạn là một cô gái lười biếng tập luyện, rằng bạn có một cơ thể không phù hợp với tiêu chí thể thao. Thì một khi bạn đã lỡ xuất hiện ở một sự kiện của một nhãn hàng rồi thì bạn sẽ phải xác minh rằng bạn phải xác định với chính mình rằng bạn sẽ xuất hiện cả một chặng đường dài với hình ảnh gắn liền với nhãn hàng đó. Thì nếu mà bạn đảm bảo được những công việc như vậy thì mới có cơ hội lần sau hợp tác tiếp với nhãn hàng đó. Nhiều nghệ sĩ tiết lộ nguồn thu nhập chính của họ là từ việc đi dự event. Vậy thì đối với nhiều nghệ sĩ, đi dự sự kiện vốn dĩ đã trở thành một nghề, đúng không ạ? Quan điểm của Vương Mai thì dự sự kiện không phải là một nghề, dự sự kiện là một công việc nằm trong một nghề. Bạn không nhất thiết phải là một nghệ sĩ để mà đi dự sự kiện. Tôi nói rồi đây, bạn chỉ cần là một người có sức ảnh hưởng, bạn là một người có lượng người theo dõi, có nhiều người mến mộ, tóm lại là một người có uy tín để có khả năng truyền tải những thông điệp mà nhãn hàng muốn gửi gắm đến đối tượng khách hàng của họ. Tôi đã nhìn thấy những doanh nhân, tôi đã nhìn thấy những đầu bếp hay là vận động viên làm đại diện cho các nhãn hàng bởi vì họ phù hợp với tiêu chí mà nhãn hàng đặt ra. Vậy thì xin nói lại là việc đi dự sự kiện là một công việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm, miễn là người này có khả năng đảm đương công việc đó, có đủ uy tín cho chính bản thân mình. Và đương nhiên là tôi đã nói rồi, bất kỳ ai cũng như vậy, đều sẽ tìm kiếm cho mình những công việc mà không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể đạt được hiệu quả cao. Và đấy là những đòi hỏi hết sức chính đáng thôi, nhưng quay trở lại vấn đề là để mà có thể đạt được công việc đó, để mà đạt được những cái hiệu quả cao đó thì đằng sau đó bạn sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều cho cả một chặng đường sự nghiệp của mình. Như người ta đã nói rồi đây, nếu như mà chỉ ngồi mát thì chắc chắn là không bao giờ bắt hạt bắp vàng xuất hiện cả, mà đương nhiên là bạn sẽ cần phải chuẩn bị đi đào vàng hay là đi xây những cái vườn để mà có được cái cây ăn trái đó.
Và thường là những cái công việc khó khăn đó thì ít ai để ý, và họ chỉ nhìn vào những cái kết quả mà một người đạt được để mà cho rằng công việc này thì dễ dàng quá. Vậy nếu lỡ như mà một ngày nào đó có những cái vấn đề trục trặc xảy ra xung quanh cái nhãn hàng đó, thì bạn có nghĩ những nghệ sĩ đã từng đại diện tham gia những cái sự kiện hoặc là trở thành mặt đại diện của cái nhãn hàng đó, họ sẽ cũng bị ảnh hưởng bởi những cái điều không tốt từ cái nhãn hàng? Cái hợp đồng hay là mối công việc nó sẽ có những yêu cầu khác nhau, và cũng tùy theo mức độ gắn kết của nghệ sĩ với nhãn hàng mà đương nhiên là họ sẽ có những ảnh hưởng ít nhiều. Ví dụ như là bạn chỉ dự một sự kiện của một nhãn hàng và về sau nhãn hàng này có lùm xùm gì đó thì thật ra chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng mà nếu bạn là đại diện hình ảnh độc quyền của nhãn hàng ABC này trong vòng 5 đến 10 năm chẳng hạn, thì vô hình chung bạn cũng gắn liền hình ảnh của mình với nhãn hàng đó rồi. Thì nếu như chẳng may nhãn hàng này có sự cố gì đó giống như là gây ô nhiễm môi trường chẳng hạn, ví dụ là như vậy, thì đương nhiên ít nhiều bạn cũng đang đại diện cho hình ảnh đó. Cho nên là bản thân là người nghệ sĩ thì chúng tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ cần phải có những chiến lược rõ ràng và cụ thể trong việc lựa chọn nhãn hàng mà mình kết hợp. Ví dụ như là Phương Mai là người yêu động vật, tôi yêu động vật, yêu môi trường, và tôi phản đối mọi hoạt động ngược đãi động vật như là lột da động vật hay là giết hại động vật để mà làm thí nghiệm chẳng hạn. Thì khi mà tôi đã lựa chọn hướng đi của mình là như vậy thì tôi sẽ từ chối việc kết hợp làm việc với những nhãn hàng mà thử nghiệm trên động vật hay là sử dụng da lông thú trái phép. Vâng, cảm ơn Phương Mai rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn Linh Đan, và cũng xin cảm ơn quý khán giả của VTC14 đã cho Phương Mai có cơ hội để chia sẻ những quan điểm của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với trường quay. Vâng, bất kể một công việc nào, từ kiếm được ít tiền đến nhiều tiền đều có những vất vả riêng, và dự sự kiện thực ra là một hoạt động chính đáng của nghệ sĩ. Trong nghề có nhiều thứ cần bổ trợ cho nhau, tuy nhiên là cá nhân tôi cho rằng không nên lạm dụng tên tuổi để đi event quá nhiều một cách ồ ạt. Một nghệ sĩ của công chúng thì nên giữ hình ảnh là một trong những nguyên tắc nghề nghiệp, không thể làm vật trang trí cho những chương trình không phù hợp dù cho họ có lời mời hấp dẫn. Sự sáng tạo và cố gắng trong nghệ thuật vẫn là cách kiếm tiền khôn ngoan nhất. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục chào buổi tối của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.